Hôm nay tí làm cơm tấm. Giờ tí sẽ đi làm đồ chua. Thì trong đây chén này có 3 muỗng đường, giờ tí cho giấm vô đầy. Trộn đều giấm với đường lên cho nó tan hết lên. Tí sẽ đổ chung vô tất cả vô trong cái cà rốt với củ cải trắng này ngâm. Ngâm khi nào mà Thúy đã làm hết tất cả cái món cơm tấm là cái đồ chua này là dùng được luôn. Nó sẽ chua chua mặn 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 ngọt ngọt, nhưng mà thì Thúy không có cho muối, cho đường thôi, nó chua chua ngọt ngọt. Giờ là mình sẽ đi ướp thịt. Mình cho vô đây một chút xíu tỏi. Mình cho vô đây dầu sa tế. Rồi mình cho mật ong luôn. Đây là mật ong. Đây là dầu hào. Rồi mình sẽ trộn lên cho nó thấm. Trộn đều tất cả lên cho nó thấm cỡ 20 phút. Đây là cái thịt bằm. Bây giờ mình sẽ đi làm chả. Mình cho vô đây cà rốt, cho nấm mèo vô luôn, cho hành. Đây là cái đầu hành lá mình bằm nhuyễn luôn. Mình cho vô đây một chút xíu hạt nêm và đường. Mình trộn đều lên, trộn đều tất cả. Mình cho vô đây 3 cái hộp gà mà mình giữ lại một cái lòng đỏ. Mình sẽ đánh đều lên tất cả. Mình lót một cái miếng ni lông mỏng mỏng. Rồi mình đã trộn đều tất cả, giờ mình đổ vô trong cái sửng này để mình hấp. Giờ mình cho vô sửng, giờ mình cho vô đây hấp. Bây giờ mình đi trộn bì. Mình có mua 100g bì. Nhưng đây là có thính luôn. Đây là miếng thịt nạc. Thịt nạc nãy mình có luộc đó, mình sắc cho nhuyễn rồi. Giờ mình bỏ vô đây mình trộn chung với bì. Bây giờ mình đi làm nước mắm. Mình cho vô đây 3 muỗng đường. Kế tiếp là mình cho nước sôi. Mình quậy lên cho nó tan đường. Mình cho nước mắm. Mình cho hết cái phần nước mắm này vô luôn. Mình nặn hết một cái chanh. Mình cho hết cái phần ớt này luôn. Cái ớt này là ớt không cay nè, mình bằm nhuyễn nè, mình cho hết vô luôn. Mình quậy đều chung tất cả lên. Mình cho thêm vô đây một miếng tỏi bằm luôn. Giờ mình nếm thử xíu. Giờ còn
thêm một chút xíu nước mắm nữa là ok. Giờ cái chả nãy hấp nãy giờ rồi cũng chín rồi, giờ mình còn cái lòng đỏ của hột gà mình đánh lên rồi mình cho lên mặt, mình cho lên mặt cho nó đều tất cả cái hột gà lên. Mình cho đều tất cả rồi mình sẽ hấp lại 5 phút nữa là được rồi, tại vì cái lòng đỏ này mau chín lắm. Giờ mình đổ tép mỡ cho mình thắng. Giờ cái tép mỡ của mình nó cũng giòn vàng, giờ mình cho hành lá vô. Mình cho hết hành lá vô, mình sẽ tắt lửa liền luôn. Giờ kế tiếp mình sẽ đi chiên trứng ốp la. Giờ mình cho cái chảo vô, mình cho chút xíu dầu vô. Cái sườn nãy mình ướp cũng được, bây giờ mình sẽ chiên sườn. Mình chiên sườn vàng giống như mình nướng vậy. Cái sườn chiên giờ cũng vàng rồi, mình sẽ gắp ra dĩa luôn. Thành phần của cơm tắm là nước mắm, có bì, có chút mỡ hành, có chút ốp la, có sườn, có dưa leo, cà chua, có chả và có đồ chua. Cái cơm tắm mình nấu nãy giờ rồi ngon lắm, xốp lắm. Cái tấm này mua loại này rất là xốp, vừa ăn.